tôi là một cái người ghét, thành ra là đôi khi là ngày làm đêm, đêm làm ngày, đấy nó hoàn toàn là theo kiểu hướng, và nó có những cái điều nó cũng mấy chị đang qua. Vâng, kính thưa tất cả các bác anh các chị, hôm nay là đầu tiên tôi được chứng kiến trực tiếp. Chứ thực ra thì tôi tò mò biết cách đây cũng một vài năm rồi. Trên mạng. Bây giờ các bác anh các chị cứ về gõ vào Google đấy, người ta bảo cái gì không biết thì hỏi anh Google. Gõ vào Google gọi là thầy Dương Văn Quang Châu là ra hàng loạt những cái cuộc chữa bệnh của bác sĩ Dương Quang Châu. Hôm nay thì chúng ta được chứng kiến các chị tự chữa bệnh cho mình, và đấy chỉ trong có cái thuốc thôi mà tự mình đã thành một thầy thuốc điều trị cho mình rồi. Nhưng mà hôm nay thì đây vẫn là những cái trường hợp bình thường, chứ còn chưa phải những trường hợp rất đặc biệt. Mà trên mạng thì tôi được chứng kiến những cái trường hợp cực kỳ đặc biệt, có những người bị nghiện hoàn toàn, có những người đến là đến phải cắt cái nạn, đi về cái xe, cái vừa nạn vừa xe này vừa đi như thế. Bây giờ gặp thầy Dương Quang Châu thầy bấm bấm xoa xoa để trong vòng khoảng là hơn chục phút thôi, thì như một cái điều hết sức kỳ diệu, không tin vào mắt mình. Lúc đến thì ông cụ hay bà cụ ấy lại mang theo nạn, và chỉ sau đó vài phút thì bỏ nạn, cắt nạn vào nách ấy và đi vào cái chân của mình. Đấy là điều hết sức kỳ lạ. Và tôi cũng được biết là có rất nhiều các thầy thuốc, họ không chỉ là bệnh nhân mà chính bản thân họ là thầy thuốc ở nước ngoài, mà họ không tin vào những cái trò bấm huyệt, những cái chuyện mà ngoài cái tinh ra, họ không tin đâu. Họ đến là họ nghe để tò mò thôi, nhưng mà cuối cùng gặp bác sĩ Quang Châu này, bác sĩ Dương Quang Châu thì sau đó như có một cái phép rất kỳ lạ là họ đã chữa được nhiều cái căn bệnh mà có thể nói là những căn căn bệnh kinh niên mà khỏi ngay tâm lực thì đấy là điều hết sức kỳ diệu. Tôi có thể nói rằng là bác Dương Quang Châu còn có một cái điều hay nữa là cái cảm giác kỳ diệu, và bác nữa thế nào để bác cái không xe hướng dẫn các bác anh hay chị dùng một cái cặp đá mà đá nó rất rẻ lắm, có 380 ngàn cả một cái bộ bao gồm khăn rồi cái tấc len để mà nhấc đá ra như thế nào, vân 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 vân. Tôi bắt đầu tôi hay đi những cái, bởi vì tôi là một người biết, thành ra là đôi khi là ngày làm đêm, đêm làm ngày, đấy nó hoàn toàn là theo kỳ hướng. Và nó có những cái điều nó cũng rất là buồn cười này. Viện Nghiên cứu và Ứng dụng Bấm huyệt Thập Chỉ Liên Tâm.